đã đầu tư bao nhiêu tiền của vào đường xá mà tại sao lại vẫn tắc? Dạ, đã thành lập đường, làm thêm đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3, rồi đường xuyên Á, đại lộ Đông Tây, Nam Bắc, bụi tung mù mịt vui lắm ạ. Ôi trời, bằng Ngọc Hoàng đường đi cho người dân mà anh ấy bảo bụi tung mù mịt vui lắm thì thần cũng chả hiểu thế nào. Khởi bẩm mà năm qua thì đường xá cũng có nhiều cải tiến, làm nhiều cái mới nhưng có cái nào xong được đâu. Có cái tưởng là xong nhưng đi một đoạn lại lòi ra cái nhà dân, hỏi ra mới biết họ đang bận việc riêng, chưa kịp bàn giao mặt bằng. Không thấy nhà có xuống. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng chưa hết đâu ạ. Lại còn có cái con đường cao tốc nào đó, không hiểu làm ăn chia chác thế nào mà để cho nước bạn người ta tự ái. Dừng cấp vốn bây giờ là cứ ngồi nhìn nhau. Dạ, đường cao tốc tới thì chỉ có để phơi lông sản ạ, hoặc là để cho trẻ con nó đá bóng. Dưới hạ giới bây giờ hay lắm, làm việc gì cũng theo nguyện vọng của người dân. Phá đường làm nhà theo nguyện vọng của dân, phá nhà làm đường theo nguyện vọng của dân. Nhưng chẳng hiểu là cái anh giao thông anh ấy lấy nguyện vọng đấy ở đâu ra mà cứ làm xong là y như rằng là dân người ta kêu ca phàn nàn. Không phải phàn nàn mà họ chửi thẳng ấy. Thế nhưng mà đây quen rồi, đây thì cả năm bị chửi, chửi thêm một lần chả sao. Tắc đường bây giờ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, một phần cảnh quan mà thần tưởng tượng. Một sáng ngủ dậy mà bỗng nhiên đường nó đường thông hè thoáng thì tự nhiên khung cảnh nó bỗng trở nên trống vắng cô liêu. Dạ, cứ theo cái quan điểm của anh Táo Giao Thông là anh cứ nằm đè lên mọi thứ để sống mà. Đường tắc thì cứ tắc, còn anh ấy thì dạ thông thì cứ tự thông. Dạ đấy, chẳng trách mà anh ấy béo núng béo nính béo đấy. Này béo này là do người ta bị đái đường nhá, không phải là lười lao động. Mà anh Tào là nói như thế là mất quan điểm. Nói có sách mách có chứng, thần sẽ chứng minh bằng hình họa ngay bây giờ để Ngọc Hoàng xem. Nào anh em, đây là đường phố lúc bình thường, mọi người lẳng lặng thanh bình đi lại trong thành phố. Êm đềm quá. Thấy chưa? Người xe đi lại đàng hoàng nhẹ nhàng thứ tự. Đấy. Còn bây giờ là giờ cao điểm. Nào, anh em! Đây. Triệu triệu người đổ ra đường, nhà nhà đổ ra đường, người người đổ ra đường. Xe cộ chen nhau đi, ô tô lao xuống đường, đường lao lên ô tô, rồi là người lao lên vỉa hè lao xuống người. Ôi trời ơi, tạo thành một bản xô nát tắc đường mà không một nhà hát quốc gia, một đoàn nghệ thuật nào có thể diễn tả nổi. Thôi đi, ngươi không làm được, ngươi lại đổ cho là người tham gia giao thông nhiều quá là sao hả? Ngươi phải giải quyết triệt để cái việc ấy đi. Anh Tào muốn giải quyết triệt để cái việc ý, muốn dẫm chân lên chuyên môn của thần chứ gì. Đấy, năm tới đề nghị Ngọc Hoàng cho anh này luân chuyển cán bộ. Anh ấy xuống anh làm táo giao thông đi. Dạ. Này, thách đấy. Nếu mà anh giải tỏa được ách tắc giao thông nhá, thần nhá, xin gọi không riêng anh mà cả họ nhà anh bằng cụ xưng con nhá. Ôi, anh nghĩ điên đấy, không giải tỏa được đâu. Ủa, anh đừng ngoa mắt. Anh làm thế có là đánh đố tôi à? Đấy không phải chuyên môn của tôi. Chuyên môn đấy là của anh cơ mà. Mà nói tóm lại, hôm nay lên đây thi hoa táo. Phần thi tài năng là phần gì? Thi luôn đi. Rồi. Đúng, quên mất, bức xúc quá, quên mất nhiệm vụ chính lên đây thi hoa táo. Bẩm kính thưa Ngọc Hoàng, kính thưa quý vị đại biểu, đến với cuộc thi hôm nay, thông tôi xin có một tiết mục ảo thuật. Gọi là ảo thuật cho oai thôi, thực ra là một công việc hàng ngày làm đến độ nhuần nhuyễn, thành thạo đến độ kỹ xảo ạ. Và bây giờ, nào xin mời mọi người hãy tham gia giao thông. Hay anh, hãy đóng hộ người tham gia giao thông. Mình tham gia, diễn kịch à? Rồi, diễn kịch. Đi từ đằng này đi lại. Nào, coi như ô tô, vào ô tô. Ô tô à? Vào ô tô. Rồi, lái. Đấy, chạy đầu kia. Sau đó tăng tốc, ok, dừng xe. Xin mời hai anh xuống xe. Xicalo. Hai anh cho kiểm tra giấy tờ xe. Kiểm tra giấy tờ? Này, sao đang diễn? Kiểm tra hành chính. À,
Dạ, báo cáo anh, dạ, giấy tờ của em đây ạ. Giấy tờ thiếu rồi. Không, giấy tờ của em đủ mà anh. Không xem cũng biết là thiếu rồi. Em có bằng này, có đăng kiểm này, có bảo không hiểm. Không biết. Gấp được. Ra chỗ tôi tối kia gặp anh tổ trưởng. Tao, đóng hộ tổ trưởng. Đóng tôi tổ trưởng. Sikalo. Sikalo. Anh ơi, anh kiểm tra xem. Giấy tờ thiếu rồi. Không, giấy tờ của em đủ mà anh. Không kiểm tra cũng biết là thiếu. Sao lại... Này. Mở hàng. Tiền, tiền định về mừng tuổi cho con. Dạ, anh ơi, giấy tờ của em... Thôi, bây giờ không nhìn biết giấy tờ đã đủ. Và... Thưa Ngọc Hoàng, thưa tất cả mọi người, đây là giấy tờ, đây là tiền, và sau đây màn ảo thuật bắt đầu. À, đầu trộn tiền với giấy tờ với nhau đi. À, trộn kỹ vào, sáo kỹ lên. Rồi, và bây giờ tất cả đã trộn là một, sau đây màn biểu diễn ảo thuật bắt đầu. Kiểm tra đi. Ô, mất thật đấy. Ôi, chuyên môn của người ta. Ôi giời, sao nhanh thế nhỉ? Giỏi đấy. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Anh Tào, anh Đầu, thưa tất cả mọi người, màn biểu diễn ảo thuật vừa rồi của thần mang tên Tiền đi, giấy tờ ở lại. Mình lại tham gia giao thông nhỉ? Thôi. Xin mời hai lại tiếp tục tham gia giao thông. Sao? Giả lại tiền. Tiền nong cái gì? Đang làm việc đây. Tiền lúc ấy mượn làm đạo cụ để diễn ấy. Thôi. Ờ, hay buồn cười như không đùa đâu. Rồi rồi, lấy hộ cái. Sao lại thế? Lấy hộ tí. Thế sao lại phải lấy hộ? Đây chỉ biết nhét tiền vào, không bao giờ mới rút ra. Quá thật chứ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ. Ở dưới hạ giới, cái chuyên môn của anh giao thông không những là tài năng như thế mà người ta còn phổ thơ, phổ vè đấy. Thế à? Vâng ạ, dạ, còn có cả bài hát ạ. Hát xem có hay thì...